Em Hoa xin chào tất cả mọi người ạ. Khát khao lớn nhất của tất cả chị em phụ nữ chúng ta đó là được xinh đẹp, được khỏe mạnh và được hạnh phúc ạ. Thế nhưng không có ai là được hoàn hảo hết đúng không ạ? Cái quan trọng nhất đó là bản thân chúng ta thiếu thứ gì thì chúng ta sẽ đi bổ sung thứ đó thôi ạ. Ví dụ như em Hoa, vốn dĩ ra em không được trắng đẹp, thế nhưng em không vì điều đó mà buồn phiền hay là chán nản đâu ạ. Mà thay vào đó là em luôn lạc quan và chịu khó chăm sóc da mỗi ngày để có được làn da đẹp hơn. Và cuối cùng thì em cũng đã thành công rồi, như mọi người đã thấy kết quả thực tế da của em Hoa ngày hôm nay đấy ạ. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp em Hoa có được làn da trắng đẹp, căng bóng như ngày hôm nay đó chính là việc chăm chỉ uống thực phẩm collagen đều đặn mỗi ngày. Mà cụ thể hơn đó là việc uống viên uống Super Collagen C Biotin của NeoCell. Và vẫn như mọi khi, trước khi đi vào phân tích cụ thể về sản phẩm, sau đây em Hoa sẽ đi sơ qua về collagen ạ. Collagen nó chính là một chất keo có khả năng kết nối các mô trong cơ thể với nhau và kích thích quá trình trao đổi chất. Collagen giúp cho chúng ta có một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn. Cơ thể con người chúng ta có ít nhất là 16 loại collagen khác nhau, nhưng nổi bật nhất đó là tuýp 1 và tuýp 3 ạ. Vậy thì công dụng của collagen tuýp 1 và tuýp 3 là gì ạ? Sau đây, em Hoa sẽ đi chia sẻ cụ thể cho mọi người hiểu thêm ạ. Đầu tiên là đối với collagen tuýp 1, nó chiếm tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các loại collagen trong cơ thể. Nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc liên kết các sợi mô với nhau. Collagen tuýp 1 được tìm thấy rất là nhiều ở các mô sẹo và nhiều nhất ở các tế bào như là da, gân, sụn và khớp. Còn đối với collagen tuýp 3 thì nó chiếm tỷ lệ nhiều thứ hai trong số tất cả các loại collagen. Nó liên kết chặt chẽ với collagen tuýp 1 về vị trí và cách thức tổng hợp. Collagen tuýp 3 nằm chủ yếu ở trong thành ruột, bao tử, cơ và các mạch máu. Collagen tuýp 1 và tuýp 3 có thể hòa chung với nhau để tạo ra các chất bổ sung cho da, xương và cơ bắp. Như vậy là mọi người đã biết cơ bản về collagen tuýp 1 và tuýp 3 là gì rồi đúng không ạ? Vậy thì công dụng chính của collagen tuýp 1 và tuýp 3 là gì ạ? Collagen tuýp 1 và tuýp 3 nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc liên kết các cơ và da với nhau. Nó có khả năng làm giảm đi nếp nhăn, tăng cường sự đàn hồi của da và cung cấp độ ẩm cho da. Đối với tóc và móng tay, collagen giúp cho móng tay chắc hơn, hồng hào hơn, giảm đi sự rụng tóc và kích thích mọc tóc nhiều hơn. Đối với xương thì nó xây dựng và hỗ trợ cấu trúc của xương. Cụ thể hơn đó chính là nó có thể nuôi dưỡng dây chằng, gân, cơ, xương, lợi và răng. Ngoài ra nó còn có thể giúp lưu thông máu. Ngoài những công dụng trên thì collagen tuýp 1 và tuýp 3 nó còn có công dụng đi nuôi dưỡng sụn khớp, tăng cường sự dẻo da linh hoạt và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và thoái hóa khớp. Khi cơ thể chúng ta thiếu hụt đi hai tuýp collagen này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối về vấn đề xương và sụn khớp, ví dụ như là viêm khớp, đau nhức mỏi khớp, v.v. Chính vì thấy được lợi ích vô cùng to lớn của collagen tuýp 1 và tuýp 3 mà hãng NeoCell đã cho ra đời một sản phẩm, một viên uống vô cùng hoàn hảo, đó chính là Super Collagen C Biotin. Đây chính là một trong những sản phẩm rất là nổi tiếng và được chị em ưa chuộng rất là nhiều. Chính vì thế mà em Hoa muốn chia sẻ tới mọi người ngày hôm nay. Vậy thì không để cho mọi người chờ lâu thêm nữa, sau đây em Hoa sẽ đi vào phân tích cụ thể sản phẩm luôn ạ. Đầu tiên, em Hoa sẽ đi phân tích về nguồn gốc của sản phẩm ạ. Sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ ạ. Một hộp có tất cả là 360 viên. Thiết kế vẻ bên ngoài thì khá là tao nhã và lịch sự ạ. Đây chính là mã vạch của sản phẩm ạ. Và đây chính là thông tin của sản phẩm, từ thành phần, công dụng, hạn sử dụng và địa chỉ công ty bên Mỹ. Tất cả đều bằng tiếng Anh ạ. Dưới đáy lọ thì có in số lô của sản phẩm luôn ạ. Tiếp đến là em Hoa sẽ đi phân tích về thành phần của sản phẩm luôn ạ. Thành phần quan trọng đầu tiên mà em Hoa nói đến đó chính là collagen tuýp 1 và tuýp 3 có chứa trong NeoCell Super Collagen, thuộc hai tuýp collagen tốt nhất mà em Hoa vừa nói ở trên ạ. Điều đặc biệt hơn nữa là Super Collagen C Biotin, nó là dạng collagen đã được thủy phân, tức là đã chia phân tử rất là nhỏ rồi, cho nên là có thể hấp thu tốt hơn là những dòng collagen thô. Thứ hai, em Hoa muốn nhắc đến đó là một dưỡng chất cực kỳ cần thiết cho sức khỏe, chính là biotin.
Biotin chính là một dưỡng chất có khả năng nuôi dưỡng cho tóc và móng tay, giúp cho móng tay và tóc được hồng hào hơn, bóng mượt hơn và khỏe hơn. Thành phần thứ 3 mà em Hoa muốn kể đến đó chính là vitamin C. Công dụng vitamin C thì mọi người cũng đã biết rất là nhiều rồi. Nó có khả năng làm da trắng sáng hơn, hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang, đổi mồi. Và đặc biệt, nó giúp cho cơ thể hấp thụ lượng collagen tốt hơn. Về giá trị của sản phẩm này nó mang đến cho người dùng thì như thế nào ạ? Super Collagen C chính là viên uống thực phẩm chức năng rất là hoàn hảo. Nó mang đến cho người dùng rất nhiều công dụng, ví dụ như là nó giúp làm trẻ hóa da và làm chậm quá trình lão hóa của da. Uống collagen Super Nail Cell sẽ giúp cho mọi người có được làn da căng bóng mịn màng và xóa đi nếp nhăn trên da mặt luôn ạ. Em Hoa thấy các chị lớn tuổi đang dùng những sản phẩm này bên em thì các chị phản hồi là khá là tốt. Cụ thể là sau khi kiên trì uống 1 tháng thì cảm thấy da trắng hơn, sáng hơn. Các nếp nhăn tại khóe mắt, khóe mũi và miệng mờ và giảm dần đi. Không chỉ có khả năng làm đẹp da mà collagen C Nail Cell nó còn có khả năng làm đầy sẹo lõm, bằng cách đấy là tăng cường sản sinh chất đệm và tái tạo da, giúp da lấp đầy vết lõm. Vì thế nên là nếu ai đang bị sẹo lõm trên mặt thì việc uống collagen là điều vô cùng cần thiết luôn ạ. Uống collagen Super Biotin Nail Cell sẽ giúp cho móng tay, móng chân của mọi người được hồng hào hơn, bóng mượt hơn, tóc được mềm mại hơn. Và những ai đang bị rụng tóc hay là bị tóc khô sơ thì không nên bỏ qua sản phẩm này đâu ạ. Ngoài những công dụng làm đẹp trên thì Super Collagen C Nail Cell nó còn rất là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là có thể bảo vệ xương khớp và cơ bắp. Sản phẩm này rất là tốt cho người già bởi vì người lớn tuổi hay bị các bệnh lý về xương và khớp luôn ạ. Về cách sử dụng sản phẩm ý, mọi người uống cho em Hoa một ngày 6 viên chia làm 2 bữa. 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi tối uống sau khi ăn ạ. Sản phẩm này thích hợp với những người có độ tuổi từ 25 tuổi trở lên ạ. Nếu như có điều kiện thì mọi người bổ sung thường xuyên cho em Hoa thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe và rất là tốt cho da luôn ạ. Dạ vâng, qua phân tích ở trên thì chắc chắn là mọi người đã hiểu được tầm quan trọng của Super Collagen C rồi đúng không ạ? Nhất là đối với các chị có độ tuổi từ 25 trở lên thì lượng collagen trong cơ thể sẽ bị giảm dần đi về số lượng cũng như là về chất lượng. Thế nên các chị cần phải bù đắp đủ lượng collagen cho cơ thể bằng đường uống để duy trì sức khỏe và tuổi thanh xuân của mình. Collagen chính là một trong những bí quyết giúp các chị sở hữu một làn da đẹp hoàn hảo và không tì vết. Nếu như chị nào muốn tìm hiểu các dòng collagen hay là muốn mua Super Collagen C Nail Cell chính hãng thì có thể liên hệ bên em Hoa qua số điện thoại 0985 229900. Riêng đối với Super Collagen C Biotin của Nail Cell thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều nơi bán hàng giả và hàng nhái. Em Hoa khuyên rằng mọi người phải thật sự cẩn thận ạ. Em chúc các chị luôn trẻ trung và xinh đẹp ạ. Xin chào tất cả các chị. Cảm ơn mọi người lắng nghe video của em. Nếu như mọi người thấy hay thì mọi người có thể ấn like kênh, ấn đăng ký kênh và ấn theo dõi kênh.